Chào mọi người, tặng nick đã tới gì đây? Tên. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục tặng nick cho tất cả các bạn nha. Mùng 2 Tết mà, đúng không? Phải chơi lớn chứ chơi, chơi không chơi nhỏ. Tặng nick tiếp các bạn ạ. Hiện tại trên cái mục ạc liên quân của mình đang giảm giá 40% đấy các bạn. Các bạn hãy vào nhanh tay lựa cho mình một cái nick cực kỳ ngon để mà có thể sở hữu được những cái nick chất lượng trên shop của mình nha. Thì bây giờ mình sẽ làm clip này tặng nick. Bây giờ mình sẽ tặng bây giờ là 30 tướng là ít quá, phải tặng 40 tướng các bạn ạ. Đây. Nick này 40 tướng này các bạn, 22 trang khủng. Úi giời ơi, đánh bạc luôn. Đấy lại các bạn gọi tha hồ mà quẩy, gọi là tung trời những cái gọi là buổi đầu năm. Trời ơi, mua nick về đảm bảo chơi phê luôn đấy các bạn ạ. Ngọc 90 nha, tặng luôn. Bạn nào mà lấy được nick của mình ấy thì vui lòng thêm số điện thoại vào xong rồi đổi mật khẩu đi nhá, để cho những các bạn xem sau các bạn thì không đăng nhập được vào nick. Đấy, bạn nào mà chưa mà không nhận được nick ấy thì các bạn hãy chờ vào đợt tặng nick lần sau. Còn nếu các bạn không chờ được ấy thì các bạn có thể vào trên shop của mình thử gọi là vận may với giá gọi là 50k, 100k hoặc là 200k. Nếu các bạn có số lượng nhiều tiền thì ví dụ như 300-400 ngàn thì các bạn nên vào mục này chọn cho mình một cái nick thật là ngon nhá. Đây là tài khoản này các bạn. Còn đây là mật khẩu này. Ok, hôm nay mùng 2 Tết mà, mình sẽ tặng thêm nick 200k nữa nha mọi người. 200k là trên 30 tướng các bạn ạ, rất là ngon luôn. Đó, trên 200k là chỉ có 200k này các bạn, 30 tướng này các bạn nhu mua này. Còn nếu mà bạn nào mà mua mà bị lỗi thì nhắn tin vào hỗ trợ giúp mình nha. Ở dưới này có mục hỗ trợ bằng Messenger cho các bạn. Còn nếu mà các bạn mà nhắn tin mà không thấy gọi là hỗ trợ thì các bạn vui lòng chờ một chút nhá. Tại vì đôi lúc thì Tết mà lỡ chẳng may đang có khách ý, đâm ra thì không có thể hỗ trợ cho các bạn. Các bạn vui lòng chờ một chút nhá. Tầm gọi là 1-2 tiếng gì đấy mà sau thì mình khi nào mình rảnh một cái thì mình sẽ vào mình rep và mình sẽ hỗ trợ cho các bạn. Đó, đây là tài khoản mật khẩu nha, tài khoản màu xanh mật khẩu màu vàng nha. Hai nick rồi, tặng thêm một nick 100k nữa nha các bạn. Nick 100k thì sẽ có gọi là trên 20 tướng. Rất là ngon. Đó, các bạn có thể vào đây thử cho mình cái bỏ 100k ra mua cái cạc 100 ngàn vào quốc âm thử vẫn ra là bao nhiêu tướng nào. Nhưng mà dưới 20 tướng là mình sẽ bù cho các bạn một nick khác nha. Tặng các bạn thêm một nick khác. Đó. Có nghĩa là tặng nick này cộng thêm một nick khác nữa, một nick đó chắc chắn là phải trên 20 tướng. Đây là tài khoản mật khẩu, tài khoản màu xanh mật khẩu màu vàng nha mọi người. Đấy, các bạn thấy mình tặng nick nhanh không? Bây giờ thì mình sẽ tặng thêm một cái nick 50k nữa nha các bạn. Đó, ok, tặng nick 50k nữa. Mai thì mình sẽ tặng tiếp nha các bạn. Mà đặc biệt thì trong có mục ạc liên quân ấy, mình khuyên các bạn mua cái mục đấy. Tại vì nó có, các bạn có thể xem được ngọc, xem được tướng và xem được trang phục. Và đặc biệt nếu mà các bạn mua mục đó ấy, nếu mà uy tín mà dưới 60 thì mình sẽ bù cho các bạn một nick khác nữa nha. Để các bạn có thể, nếu mà bị uy tín dưới 60 thì không thể đánh hạ được ấy, mình sẽ bù cho các bạn ở trong cái mục ạc liên quân ấy, mục ạc VIP ấy các bạn. Đó, ok, đây là các bạn này, tài khoản này. Đây là mật khẩu này. Rồi, tặng thế thôi, mai mình sẽ tặng tiếp nha các bạn. Các bạn vui lòng nhớ nha, là trên shop của mình đang được giảm giá 40% ở cái bục ạc liên quân đấy nha. Các bạn nhanh tay chọn cho mình một nick, đó là mình sẽ giảm giá mùng 1, mùng 2 và mùng 3. Có nghĩa là còn ngày mai nữa đây, các bạn hãy chuẩn bị đi nhá. Giờ thì xem clip thôi. Ok, xin lỗi mọi người nha. Năm mới mình cũng xin kính chúc cho tất cả các bạn một năm mới vạn sự như ý. Hôm nay thì mình sẽ làm clip này về vị tướng tướng gì đây? Ok, AD. Ok, mình sẽ đi chơi về vị tướng đường tà thần và mình sẽ lấy vị tướng Hayate để đối đầu với cả anh chàng Omen đẹp trai viễn chinh nhá. Omen đối đầu với cả Hayate. Thì như các bạn cũng đã thấy rằng thì ở trận đấu ngày hôm nay mình chơi cùng với cả bốn bạn khác đều là YouTuber. Đó chính là Phong Dâu, Lũ Đáng, rồi Trưởng Star, Bún TV, rồi Trải Nghiệm Game, Bối Bối. Còn thứ tư chính là G Cao Thủ Van Heo Bin nè. Và cuối cùng mình Tê Men. Mọi người cho mình xin một tràng pháo tay mạnh mẽ nào. Mình, anh Hảo. Anh Hảo, là anh Hảo. Nha, ok. Đúng, không có mình lấy tên của mình đấy các bạn. Còn không có nhân vật nào mà lấy tên của mình, của các bạn ấy chưa đấy. Rồi, không sao. Rồi, trang phục đẹp đến nay mà không có tiền xài các bạn ạ. Ok, thì mình sẽ sử dụng cái trang phục Hayate Bạch Ảnh nha. MV, tiếp tục sẽ là một cái màn gọi là 5 YouTuber đi đấu hạng. Ok, như các bạn cũng đã thấy rằng thì ai cũng gọi là đổ xịn hết trơn ý. Có mỗi hai anh ngoài
Crack với cả Hayati là bậc A thôi, còn đâu bậc S với cả khiêu chiến đồ. Ghê quá, ghê quá, căng thẳng ta, căng thẳng quá. Ôi, xem bên bạn là có biến linh à, căng nhở. Gắt đấy, đợt này lại khó chơi rồi đấy. Rồi thì không biết thì các bạn Tết năm nay thế nào, có ổn không, được lì xì được nhiều không nè. Nếu mà đi lì xì được nhiều thì khoe cho mình biết coi hôm nay các bạn gọi là lụm lúa được bao nhiêu nè. Có thể bình luận ở dưới phần comment cho mình biết được không nha. Để mình còn xem là rồi ơi, các bạn thu nhập Tết được khá khá, khấm khấm thì chia sẻ cho mình ít. Trời ơi, mình chả được ai lì gì hết trơn các bạn ạ. Toàn phải đi lì xì cho người ta thôi. Trời buồn lắm luôn nha. Nhớ comment cho mình biết nha. Nói chơi thì thôi, comment thì thôi, chứ mình cũng không kêu các bạn lì xì cho mình đâu. Yên tâm, yên tâm. Rồi bây giờ sẽ là một cái pha gọi là cướp bùa đến từ anh Cardinat lũ đảng với anh Hảo. Hai giờ thì MV quá đi. Anh Omen ơi, đi xuống ra chỗ khác nhá. Đi ra chỗ khác đi. Trời ơi, gặp Omen thì các bạn cứ cầm những cái vị tướng gọi là tay dài, ví dụ như là Van Heo, rồi Hayate hành cho xuất mặt cho mình nhá. Các bạn đừng có sợ, cứ cầm Hayate này. Nếu các bạn sợ đúng không, thì để đó cho mình. Mình sẽ xử lý Omen cho các bạn xem. Ai da, cướp chim là đây chứ đâu. Một cái pha cướp chim gọi là đi vào lòng người, khiến cho bạn Omen, bạn ấy bức xúc, nhưng mà bạn không làm được cái gì hết trơn. Đây sẽ là một cái pha cướp con quái các bạn ạ. Cướp chim thành công rồi cướp quái, không lẽ không thành công? Đánh đi bạn. Trời ơi, đánh những con bùa quá nhỏ đi. Nó không đánh à? Thôi, đánh thôi làm gì căng. Mình lại về mình farm lính của mình thôi. Cho này thì mình sẽ đi đường nhà thần. Ở đường dưới thì có trưởng và gờ cao thủ đi AD và support. Úi giời. Càng đi. Phong dâu thì sẽ đi rừng. Còn trải nghiệm game thì đi đường giữa với cái ông già Xlet. Này thì Omen này sấy nè. Ôi trời ơi. Rồi tới với trận đấu ngày hôm nay thì mình nghĩ rằng Omen sẽ không có cửa để mà đối đầu được với cả mình cả. Kể cả ủa sao mà Van Heo với cả Crack Cardinat máu thế nhỉ? Vào nhà đối phương luôn à? Mấy bạn ấy máu quá, mình cũng phải máu lên. Mình sẽ ăn con chim cho nó máu lửa nhá. Hợp lý không? Hợp lý. Hợp lý quá đi chứ đùa. Ai da, hư nè. Ôi giời ơi. Các bạn nào đang xem clip trên kênh của mình mà chưa đăng ký kênh thì nhẹ nhàng tình cảm cho mình xin một lượt like và một đăng ký kênh nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Mục tiêu của mình trong năm 2020 đó chính là 2 triệu người đăng ký các bạn ạ. Mình không mong muốn gì nhiều. Số lượng 2 người đăng ký vậy là mục tiêu của mình như vậy thôi. Và mục tiêu của kênh Anh Hảo Like của mình là 1 triệu người đăng ký. Đó, mỗi kênh thì hiện tại bây giờ mình thấy khoảng cỡ hơn 300 người đăng ký, nó là hơn 300.000 người đăng ký ở mỗi kênh là ổn các bạn ạ. Đó, nếu mà năm nay mà lên được 2 triệu người đăng ký ở kênh Anh Hảo và 1 triệu người đăng ký ở kênh Anh Hảo Live thì năm nay, Tết năm nay sẽ là một cái Tết mình ăn rất là lớn. Tết sang năm ấy, Tết 2021 đấy các bạn. Rồi, bây giờ làm gì ta? Sao mà cô đơn lạnh lẽo quá vậy? Chờ anh em ở bên dưới đánh nhau y xèo luôn. Mình cứ ở trên này farm lính. Nghĩ nó buồn các bạn ạ. Trời buồn la Mai ơi. Buồn quá đi thôi. Cho mình đứng nhau tí coi. Hú hí mọi anh em tí nào. Hello baby. Quý nó. Đúng rồi. Quý nó đi. Mình đang tới với tất cả các bạn ngay đây. Đừng có sợ. Đừng có sợ, mình tới về đây. Ủa đừng đánh nhau nữa. Để mình tới rồi quý nhau sao nào. Mình tới đây nè, từ nãy giờ cô đơn quá trời, quýnh nó, bắn nó, bạc. Trời ơi má ơi, không mà ăn gì được, quýnh nhau đi. Nên mình bạn rồi, ra quýnh nhau đi nè. Trời ơi chán thiệt chứ. Trời chơi luôn, cờ đi nát. Vâng, một con bọ bay vào, bây giờ bạn ấy đang lao vào. Vâng, em lao ra, Violet lao vào mình. Này thì lao vào người ta nè, hư nè. Hư quá trời, hư luôn. Với cái số lượng máu như thế này thì mình nghĩ rằng là đi về đi ha. Tại vì bây giờ lính cũng không có mà ăn. Tốt nhất trong cái thời gian mà lính ra thì ôi Van Heo lên đường trên rồi, thất lại chơi xong. Ngon lành anh đào rồi. Xuống đường dưới đi các bạn. Ở đường trên cô đơn lạnh lẽo vãi lều ra. Xuống đường dưới mấy anh mới gọi là mấy chị quý nhau thì mình vào mình hôi mình két gọi là đấm nhá nhau chơi. Chơi nó. Đâu rồi, tem bạn đâu hết rồi. Ở đây quánh nhau coi. Ui giời ơi. Cứ mình ở bên trên ấy thì tem mình và tem bạn nó quánh nhau bên dưới. Thì mình chạy xuống dưới, tem mình và tem bạn nó quánh nhau bên trên. Trời ơi sao nó trái ngược như thế nhỉ?
Mình là mình muốn giao tranh, mình muốn thể hiện cái kỹ năng chơi IAT gọi là siêu phẩm của mình. Thế mà không ai cho. Đấy, thấy không các bạn? Trở lại kéo nhau lên đường trên đánh nhau kiểu mấy anh ơi, mấy chị ơi, đánh nhau ở đường dưới đi cho em đánh với. Em cô đơn quá trời luôn, em buồn lắm ai ơi. Quá buồn, buồn như con chuồn chuồn đấy các bạn ạ. Đâu rồi, con hàng đâu rồi ta? Hello baby, có ai đây không? Không có ai hết. Tôi thích là cô đơn quá, chạy ra đường giữa. Thôi bỏ đi các bạn. Đang thấy chạy ra đường đấy, lại đánh nhau rồi. Ra đường giữa đánh nhau, úi giời ơi, mình khoái đánh nhau rồi. Làm sao? Úi hồi, một cái pha sấy chưa một. Ây ạ, thằng nào nó bắn cái phọt một cái. Joker đều thế nhá. Mình sấy nó để trả chúng cái nào. Nó bắn cái chiêu một cái phọt một cái, ôi một khúc máu ra đi. Ê, làm gì anh hùng đồng đội tôi vậy hả? Anh hùng đồng đội ta, anh hùng hà lao nhau à, chạy đi chạy ấy là ấy à, bà chết nè, hư nè. Ôi hay nhá, hên nhá, xem nữa thì rụng trứng rồi các bạn, xem nữa thì phong huyết cung cười. May là có mình tới kịp thời kịp lúc đấy, không kịp thời kịp lúc là thôi xong, vỡ mồm mình chơi sớm luôn nhở, hợp lý. Từ các bạn, không sao. Nói chung là hiện tại bây giờ thì mấy anh em mình cũng chơi được vài trận rồi. Mà mình cảm thấy bây giờ là đồng đội mình đánh khá là hiểu nhau, rất là ăn ý các bạn ạ. Đánh rất là ăn ý luôn. Các bạn có thể thấy rằng thì nãy giờ team mình giết được 13 mà chết 1 thôi đúng không? Mình thì ăn được có 2 mạng thôi, tuy ăn 2 mạng nhưng mà mình gọi là rất ăn ý với đồng đội luôn. Đấy, mình cứ chạy xuống dưới đồng đội mình đánh nhau bên trên. Mình cứ chạy lên trên đồng đội mình đánh nhau bên dưới. Vãi cả lều, ăn ý vãi cả mứt ra luôn đấy. Úi giời, ăn một con ma tốc biến từ anh Ba Zoom. Anh Ba Zoom lao vào mình hất tung mình ra làm sao. Nhưng mà mình lướt cho chơi hai về thôi xong. Làm gì nhau hả? Bà biết mấy tôi đồng tuổi tôi là ai không? Trò hoàn toàn là siêu nhân. Hoặc là những người chơi liên quân hay cực kỳ luôn đó. Nói chung là cuộc chơi này nó cũng khá là đơn giản các bạn ạ. Đồng đội mình đã đánh hay thì thắng bại tại đồng đội mà các bạn. Rồi đó, nó chỉ cần rất là đơn giản, dễ chơi và dễ hiểu. Các bạn có thể thấy rằng hiện tại team mình đã giết được 14 mạng này kìa, 14 là chết 2 cái. Đừng có sợ, anh sẽ tới với em đêm này, quý nó. Đúng rồi, thằng IAT, ấy là thằng Omen kia, làm gì đây? Chó nó đuổi theo phong kìa, vãi lều ạ. Này thì đuổi theo, này ham hố rồi xuống hố hết ham nhá. Tiếp theo là đi rắc này thì đi ra này à. Đi ra hay thì đi rắc gì mình không biết nữa, nhưng mà bạn ấy quéo càng cua rồi, double kill. Xuất sắc nhờ. Đó, đánh nhau rồi đó. Anh em đánh nhau rồi đó. Này, ngon ngay. Úi giời ơi, 17 chết 2 các bạn ạ. Hủy diệt em bạn. Thế này thì ai chơi? Đánh đấm thế này thì ai mà chơi? Thiệt luôn á. Chơi như này ai chơi? Hello, Violet nha. Ủa, Nguyên sấy người chưa một combo chưa một vào mồm các bạn ạ. Sướng thế cơ chứ. Để lại bồi xanh cho vị tướng Iglesias ăn. Còn mình thì mình cũng không ham hố cái con bùi xanh cho lắm. Tại vì mình đâu có cái sử dụng mana đâu các bạn. Mình sử dụng nội năng giống như Ra với cả Ra với cả cái gì ta? Quên mất tiêu là nó đang rồi. Úi giời ơi. Đừng chết anh em ơi, xếp lên nào. Lên đường trên kiếm chuối đi. A đu, một cái pha bắn quá đáng sợ. Trời ơi, Joker nó cũng sơi mình một phát. Đau nha. Tà thần không? Ủa, anh em rất là hiểu ý luôn. Chạy đến tà thần một cái là tự hiểu lao vào tà thần như một vị thần luôn. 5 người đang các bạn. 5 anh em ơi, ngon ngay. Thì nói chung là mỗi khi xuân về Tết đến thì mình cũng mong muốn là 5 anh em tụ họp lại làm vài clip. Nói chung là thứ nhất là cho nó vui. Cái thứ hai là mình cũng muốn cho các bạn cảm giác mới lạ, một cảm giác mà chỉ có thể xuân về Tết đến thì mới có cảm giác đó. Đó chính là 5 YouTuber hội tụ. Chết nè, đi đâu con sau này? Ba Zoom. Ba Zoom chết quá một người. Thôi xong. Không ăn được mạng nào các bạn ạ. Trời ơi, team của tôi là đội hủy diệt à. Biệt đội hủy diệt à. Kéo hay quá trưởng ơi. Tuyệt vời. Quá ghê gớm. Ái chà, vâng, cái trụ đã bắn bị team mình bắn hạ thành công rồi các bạn. Hủy diệt team bạn rất là nhanh, mới chỉ có 9 phút đồng hồ thôi mà team bạn giống như là đã vỡ trận rồi các bạn ạ. Vỡ trận rồi. Này thì ba zoom này, lấy chỗ anh em ơi. Trời ơi. Em ơi, mình không hiểu luôn đấy. Team mình đánh hạng mà như đi chơi ấy các bạn. Ôi, ghê thế chứ. Đánh hạng mà giết được 21 chết 2. Vai cả lều.
tặng mọi người con tia trái tim nè. Đó, tim bay nhá, tặng mọi người đó. Ê, con hàng. Nát hai đường rồi, còn đường dưới nó là nát ba đường rồi các bạn. Trời ơi, đúng rồi đây, đúng là biệt đội, là không phải là biệt đội 5 YouTuber nữa rồi. Mà đây người ta gọi là biệt đội hủy diệt các bạn. Trời ơi, đi đến đâu là càn quét em bạn đến đó. Đánh hạng mà kiểu như đi chơi ấy. Đánh như đang đánh với máy, vãi cả lều ạ. Đấy các bạn thấy không, ủa 23/2 kìa. Các bạn thấy mình có làm công việc gì nhiều đâu. Cứ long nhong, đồng đội mình nó lo hết. Rồi, anh em mình biến về phát nhỉ. Biến về này, tặng mọi người trái tim nè. Nè, tim nè, tặng mọi người nè. Đó. Nhây. Tặng mọi người trái tim nè. Nhây vãi lèo ra. Đúng là biệt đội này là biệt đội gọi là hủy diệt các bạn ạ. Đi đến đâu tem bạn nát đến đó. Không khác gì đi chơi các bạn ạ. Đánh hàng đấy, không phải đánh thường đâu. Nhưng mà cũng khá là đơn giản. Ôi giời ơi, anh mà xùm tính lao vào em đúng không? Rồi, một đàn Toro kìa. Rồi, sắp lên. Rồi, một cái pha kéo rất chuẩn xác đến từ trưởng Star. Trận này tem mình ai đánh cũng hay. Đánh hay cả tem luôn. Ôi, còn giật nữa hả? Nhảy đi, tăng, con chim. Ý lộn, tăng trái tim. Ôi, có chiêu cuối nè các bạn ơi. Các bạn gì đó ơi. Tem bạn đâu rồi. Bơi ra đây coi nào. Oh man. Ghê không, thì ghê không. Biệt đội gọi là hủy diệt. Wow. Biệt đội hủy diệt của 5 YouTuber. Úi giời. À, chết tôi. Oh man. Ba zoom này. Rồi, như vậy là tem mùa biệt đội hủy diệt của chúng ta ngày hôm nay đã kết thúc ở đây rồi. Với cái phần ăn mạng quá là cao luôn. So với tem bạn, tem mình ăn được 27 mạng và tem mình bạn bên kia ăn có 2 mạng thôi. Mình thì mới bất tử. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết clip của mình. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào video sau. Nhớ đăng ký kênh và like ủng hộ mình nha. Bye bye. Các bạn thấy biệt đội hủy diệt thế nào?